Nói chung là uy tín đấy. Xe ngon hay không ngon, nhìn gầm biết ngay. Chắc chắn nhìn gầm biết ngay. Gầm ngon thì xe đi tốt, gầm không ngon đi xe không tốt. Xin chào anh em. Vừa rồi thì Hyundai Việt Nam ra mắt chiếc Hyundai Santa Fe. Mặc dù nó có rất nhiều những cái tranh cãi về thiết kế. Và đến hẹn này nên thì chúng ta lại có một cái video soi gầm xem chiếc Hyundai Santa Fe hoàn toàn mới này nó có thật sự hoàn toàn mới hay không. Và để soi được gầm thì chúng ta phải cần một cái cầu. Và hôm nay thì tôi mượn được cái cầu ở bên CNT Caspa của chỗ bạn em mình. Và bây giờ thì không để các bạn chờ đợi lâu, chúng ta cùng nhau soi gầm Santa Fe 2025. Nào, bây giờ thì anh em mình lại một cái chủ đề quen thuộc, soi gầm chiếc Santa Fe 2025. Về mặt cảm quan khi bắt đầu vào cái gầm này, các bạn có thể nhìn thấy rằng nó giống xe Âu à, nó không giống xe Hàn nữa. Trông tất cả mọi thứ nó đều kín mít và chỉn chu, đúng không ạ? Đây, tất cả đây. Mặc dù cái này nó chỉ là miếng nhựa ép nhưng mà nó lại có phủ sần sần ý, mình hay gọi là phủ nhung ấy, kiểu đấy. Nhưng mà cái này nó vừa có cái tác dụng là che chắn này, nhưng vừa có cái tác dụng là khử cái tiếng ồn gió. Gió nó lùa vào cái gầm thì nó sẽ tác động vào cái mặt này và nó sẽ triệt tiêu cái âm gió đi. Đấy, cái này là cái hay. Tuy nhiên nó có nhược điểm với tấm này là gì? Nếu các bạn mà xịt sửa nhiều hoặc là đi nội nước nhiều ấy, thì sau một thời gian cái tấm này nó sẽ mềm ra, nó nhũn ra và có thể nó sẽ rơi. Đấy. Bằng nhựa thì nó sẽ bền hơn nhưng mà tác dụng thì nó lại kém hơn. Rõ ràng thì đây là một cái sự đánh đổi, đúng không? Khả năng cao ấy là họ đã hướng cái chiếc Santa Fe mới này lên một cái đỉnh cao mới về về gọi sự sự thỏa dụng, sự hài lòng của khách hàng. Mình đi vào chi tiết nhé các bạn nhé. Đầu tiên là chúng ta nhìn ruột gan của nó từ dàn gầm đến dàn treo đầu tiên. Dàn treo đầu tiên các bạn có thể nhìn thấy rằng đây này, treo trước của Santa Fe 2025 là MacPherson. Đấy, MacPherson. Nhưng mà thay vì là ở những thế hệ trước ấy, trông nó không xịn bằng này. Tôi khẳng định luôn là không xịn bằng này. Như ở thế này thì tôi hơi giật mình, tôi cầm chiếc xe này tôi chạy thì nó có cái gì đấy nó khá là thân thuộc, nó khá là thân thuộc. Và cuối cùng thì cái sự thân thuộc đấy tôi mới ồ ra một tí là nó giống những chiếc Land Rover. Thực sự luôn. Cái càng này cũng hơi đáng tiếc một chút là cái càng A này. Thì nên ở Land Rover thì vì là một chiếc xe hạng sang và rất đắt tiền thì nó được đúc bằng hợp kim nhôm. Còn ở Santa Fe thì cái này nó là thép hộp. Nhưng mà nó dập đôi và nó hàn vào thì nó tăng cái độ cứng lên rất là nhiều. Đấy, tăng độ cứng rất là nhiều. Một chiếc xe phổ thông thì ngoài việc mà đi đứng ra thì nó còn một cái chi tiết nữa là chi phí sử dụng. Một trong những cái mà người tiêu chí mà đi xe hàn đó là chi phí sử dụng thấp. Cái càng A này thay vì ở một số xe khác ấy, thì cái rô tuyên đứng này nó đúc liền với cả càng thì cái này là Hyundai họ đã làm rời. Và khi mà các bạn đi đến ngày đến giờ ấy, mà cái rô tuyên này nó hỏng thì các bạn chỉ cần tháo cái này ba cái con ốc con ba con bu lông này ra xong bỏ cái thay bằng đúng cái cục ngoài này thôi, càng này vẫn giữ nguyên. Cái càng này chỉ khi các bạn va chạm hoặc đâm đụng rất là nặng thì nó mới bị hỏng thôi. Còn không, bình thường ra thì gần như là không hỏng. Gần như là không hỏng. Đi sâu vào một chút, đây là cái rô tuyên lái này. Đấy, rô tuyên lái đi vào xong này thì là cái thước lái. Ok, nhìn sâu vào nữa, đó là chính là cái trục các đăng. Trục các đăng của Santa Fe này là, tôi thấy có chữ Combo. Thường thường đồ của Hyundai, Kia ngày xưa là do Mobis sản xuất rất là nhiều. Đấy, rất là nhiều. Nhưng mà đợt này lại có chữ Combo. Cảm quan thì là cái tay lắp này khá là to. Cũng có thể là họ trang bị một cái động cơ nó có cái lực kéo mạnh hơn. Chính vì vậy cái lắp này nó phải to hơn. Rồi, tiếp tục.
cái này trông rất Tây này. Các bạn có thể nhìn thấy cái này rất Tây. Cái bát hệ thống treo cũng như là hệ thống phanh và đưa ra cái mayơ là bằng nhôm hợp kim. Và đặc biệt là các cái liên kết, các ốc liên kết này đều là liên kết bằng sử dụng bằng ốc hoa thị này. Hầu hết các xe mà đến từ châu Âu thì họ sẽ thường sử dụng cái này. Chuyển sang cái hệ thống phanh thì có một cái ngạc nhiên là đợt này tôi lại nhìn thấy cái chữ Mando ở trên này. Hiện nay có thể nói rằng Mando là nó đang dần trở thành một nhà cung cấp linh kiện xe hơi khá nổi tiếng ở của Hàn Quốc, và nó cung cấp cho nhiều hãng. Trong đó có một hãng rất quen thuộc với người Việt Nam, đó chính là VinFast. VinFast cũng sử dụng cụm phanh của Mando. Cái thông số la răng hay gọi là vành của Santa Fe 2025 phiên bản này, phiên bản cao cấp nhất nhá, calligraphy. Phiên bản này thì được trang bị cái cỡ lốp là 245 R21, và cái thông số của vành này là 8.5G × 21, và offset của nó hay gọi là ET ấy, là 51. Có nghĩa rằng nhìn vào cái thông số này thì 8.5G là lên được 245, và có thể các bạn nếu thích các bạn có thể lên được lốp 255, thậm chí 265 vẫn ok, không vấn đề gì cả. Và cái offset này là offset 51 dương 51, có nghĩa rằng cái bánh này nó không lồi một tí nào cả, nó phẳng. Đấy, các bạn có nhìn thấy ở bên ngoài này, nó khá là phẳng. Nó sẽ phù hợp với những chiếc xe SUV cỡ lớn như này thôi, và mang cái tính gọi là luxury và hạng sang. Còn đâu những chiếc xe thể thao thường họ sẽ dùng cái offset nhỏ, offset khoảng 20 thôi chẳng hạn, hoặc là không, hoặc thậm chí là âm. Thì làm sao thì lúc đấy là cái bánh xe nó lồi ra ngoài, nó đẩy được cái ra ngoài. Ok, tiếp tục. Cái phục trước nó cho một cái cảm giác gì? Nó cho một cái cảm giác là đầm, vững, hơi bì một tí. Người ta hay gọi, có thể gọi một cái chắc như cục gạch ấy. Ở cái phuộc trước này hay gọi là giảm sóc, kể cả nhìn cả lò xo trước và cái phuộc này thì thấy rằng là cái xe này ở đời này, dòng xe này là nó nặng lên khoảng 200 kg, nó nặng đến 2 tấn 0 20 0 30, có nghĩa là nó nặng lên khoảng 200 kg. 200 kg thì cái tự trọng đấy nó khiến cho tất cả những cái hệ thống nó phải đi theo, và treo nó đi theo thì các bạn sẽ thấy rằng là xe nặng thì treo nó phải to. Treo phải to thì nó khả năng xử lý những cái, nếu mà họ làm khéo ấy, thì khả năng xử lý những cái rỗi ở gầm bệ lên, hoặc là chịu cái xác này, nó sẽ khiến cho cái chiếc xe đi nó đầm chắc hơn, đúng không? Và cái treo này cũng được cung cấp bởi Mando. Thế mới hay chứ. Mình cứ tưởng là dùng Mobit, ngày xưa hay dùng Mobit, nhưng bây giờ nó lại chuyển sang dùng Mando. Đấy. Tiếp theo thì chúng ta xuống đây, chúng ta nhìn một chút về phía chúng ta gọi là cái hệ xương để treo cái hệ treo trước, bắt cái hệ treo trước vào. Đây nó cũng thể hiện một cái là đây là một cái chiếc xe phổ thông. Bởi vì đây nó sử dụng tổ hợp thép thôi. Còn một số những xe hạng sang ấy thì cái chỗ này nó cũng sử dụng tổ hợp nhôm, hợp kim nhôm. Nếu hợp kim nhôm thì nó sẽ nhẹ hơn, và độ cân bằng, độ chuẩn nó sẽ chuẩn hơn, nhưng mà giá thành nó sẽ cao hơn. Về mặt thước lái của Santa Fe vẫn được cung cấp bởi hãng Mobit. Sâu xa ở phía trong, đây là phiên bản 2 cầu. Phiên bản 2 cầu thì các bạn có thấy rằng là máy đặt ngang, đầu máy bên này và đuôi ở đây. Lai và đuôi máy đây là một cái hộp số 8 cấp liềm kép. Lai ở đây là một cái hộp số phụ để xuống cái cầu, cái trục sau, gọi là cây cầu sau hay là trục cách đằng sau đây. Đó. Trông khá là tử tế. Chưa rõ được là cái hộp số này bởi vì nó hơi kín. Cái hộp số này là được cung cấp bởi bởi hãng nào, bởi nhà sản xuất nào. Cái platform này nó được một cái là gì? Cái chiều dài cơ sở nó được nới rộng. Tổng thể là độ cứng vững của cái xe nó được tăng lên, và đặc biệt là thân xe, khung xe nó nhẹ hơn. Và cái kết cấu này khiến cho cái xe nó lanh hơn, đi nó lanh hơn. Về mặt chỉnh chu nhá. Bây giờ chúng ta hay gọi là làm cái gì cũng có cái gọi là đường kim mũi chỉ, đúng không? Chỗ này lại đang có một cái ống điều hòa đi đâu đây. Đây cũng là cái ống thoát nước sàn. Đường kim mũi chỉ thì các bạn có thể thấy rằng là Santa Fe họ làm, Hyundai họ làm rất cho con Santa Fe này rất là chuẩn này. Tất cả những cái phần thiết bị phụ nó nằm ở phía này, và họ có một cái tấm họ che vào đây.
che hết vào. Trông các bạn trông nó rất tây đúng không? Trông rất tây, nhìn cái xe nó xịn hẳn. Đấy, nhìn xịn hẳn. Và cả cái vòm lốp này. Cái vòm lốp này họ cũng dùng đúng cái vật liệu như ở dưới gầm. Đấy. Cái vật liệu này thì cái vòm này nó sẽ khiến cho là cái âm vọng từ mặt lốp với mặt đường nó truyền lên thân xe nó hạn chế hơn. Nó sẽ hạn chế hơn rất nhiều. Đó. Nói chung là nhìn chỉn chu, kỹ. À, đặc biệt những cái tiểu tiết này cũng là cái hay này. Hyundai họ làm cái nhựa này mềm. Nếu các bạn đi phải tiến một cái đầu vào một cái vị trí mà tiến cái đầu vào mà nó gặp một cái kiểu như bị bao toa chẳng hạn, cao gờ cao chẳng hạn, chạm vào cái này thì cái này nó cũng không gãy được. Có một số hãng xe thì cái này nó làm bằng nhựa cứng, trên gần như là cái xe nào chạm vào đây bị chạm là sẽ vỡ hoặc là mất rụng mất. Đấy cũng là cái dở. Ok, tiếp tục ở phần này. Các bạn có thể nhìn thấy rằng là ở thế hệ này mình nhìn đã thấy nó ngon hơn, nó chỉnh chu hơn về từ cái keo. Cái keo này là gì? Cái keo này chính là cái tổ hợp của những cái mối nối, mối hàn. Mối hàn xong thì dùng keo họ chán vào đây. Nhưng mà bình thường ấy, có rất nhiều xe là dùng tay bôi, nó trông nó choe choét, kinh lắm. Đấy, nhưng mà đời này thì lại chám bằng máy, bằng robot rất là đều. Khả năng cao thì cái nhà máy Hyundai Thành Công Việt Nam đã được nâng cấp và cái trình độ tự động hóa đã được cao hơn. Mà trình độ tự động hóa cao thì cái sự đồng nhất chất lượng về sản phẩm nó sẽ ổn định hơn. Đó. Chỗ này này là một cái bầu nhiệt, bầu này bầu trung hòa khí thải đây. Đấy. Nó bầu nhiệt ở đây. Sau đấy thì chỗ này nó ra nhiệt thì người ta đã phủ một cái tấm nhôm chống nóng ở đây để tránh cho cái nhiệt nó truyền lên trên khung xe. Đấy. Nói chung là tử tế. Đây là full damping này. Dạng này full damping trông từ những cái chám keo từ những cái chỗ xa ở trong kia, kín kẽ ở trong kia thì trông nó cũng vẫn chỉn chu rồi. Đấy. Nói chung là xịn. Lần theo cái trục các đăng, đây là bình xăng này các bạn ạ. Con này cũng lạ, cái bình xăng con này trông nó hơi bé. Trông hơi bé. Không biết là cái phiên bản một cầu thì nó không có cái cục này thì bình xăng nó có được nới rộng ra không? Nhưng cái này hơi bé. Đây. Đây là cái theo cái trục các đăng này xuống thì các bạn có thấy một cái này là một trong cái gọi là cải tiến. Nếu mà chúng ta thường nhìn vào những xe hai cầu ngày xưa ấy thì ở chỗ này nó mới khớp này nó sẽ là một cái bi chữ thập, đúng không? Ưu điểm của bi chữ thập là nó rất khỏe. Nhưng nhược điểm của bi chữ thập là ổn. Và thêm một cái nữa là cái bi chữ thập đấy, theo như người ta nói rằng là nó có một số những cái hạn chế. Và cái bi đấy nó nếu mà đi gặp mà nước gặp bụi nhiều thì cái bi nhất nhanh hỏng. Còn một cái khớp này, đây là một cái khớp mới. Người ta thường gọi là CV axle. Tại sao gọi là CV axle thì cái ưu điểm của cái khớp này là gì? Cái khớp này nó sẽ nằm ở, nếu mà các bạn quan sát thì nó sẽ nằm ở trên như của con Ford Ranger hay là Ford Everest, nó sẽ dùng cái khớp này. Cái khớp này nó bao gồm là một cái trục này xuống. Trong cái trục này nó sẽ bao này, nó sẽ có một cái ổ bi ba cạnh. Và trong cái ổ đấy nó được chứa rất nhiều những cái bôi trơn. Và khi đấy thì cái khớp này nó chạy nó sẽ êm hơn rất nhiều. Đấy. Thì cái khớp này nó cũng đắt tiền hơn, thực sự là như thế. Và cũng có thể là vì đây là một chiếc xe họ hướng đến sự êm ái sang trọng, hạng sang ấy, thì họ sẽ chuyển sang dùng cái khớp này. Đó. Tiếp tục để truyền cái động lực từ máy qua hộp số xuống cầu sau thì đây là gọi là bộ V-side cũng như là bộ đóng cầu. Các bạn có thể nhìn thấy đây. Cầu điện đây. Đấy, đây cầu điện. Đây của hãng nào? Của hãng nào thì chưa nhìn thấy. À đây. Đây có chữ này, WEA. Đây của cái hãng này. Chắc là cũng liên quan gì đến tập đoàn Hyundai Kia, nhưng mà rõ ràng là đặt hàng xịn nha. Có logo của Hyundai Kia đây này. Đấy. Rồi, đây bộ Visa, bộ Visa sau. Và chuyển ra là hai cái lắp. Cái hệ liên kết sau của Hyundai mới là đa điểm. Các bạn nhìn rõ ra điểm. Chúng ta có thể đếm được này. Đây một điểm. Đây một điểm là 2.
đây một điểm là 3 và một cái liên kết này là 4. 4 liên kết. Lò xo với một chiếc xe 2 tấn, hơn 2 tấn. Nhìn cái lò xo này rất là nhỏ, đúng không? Khá là nhỏ. Nhưng mà đến này, 1, 2, 3, 4, 5. Họ chỉ có 5 vòng thôi. 5 vòng có nghĩa gì? Khả năng cao, cái cường độ của cái vật liệu làm lò xo này rất là cao. Nếu mà các bạn nhìn tôi soi gầm của chiếc Tiramon thì nó sẽ cái cách sử dụng, cách dùng lò xo nó tương đối giống chiếc xe này. Là một chiếc xe Đức nha. Đây là một cái fuộc đến từ hãng Mando. Các bạn thấy cái fuộc nó to vãi chưởng không? Fuộc nó to, rất to luôn. Thay vì hệ thống treo này sẽ dồn trọng lượng của xe lên chiếc lò xo này thì nhà sản xuất họ đã tính rằng dùng cái fuộc này đỡ thêm một phần trọng lượng cho lò xo. Để làm gì? Đạt được hiệu quả gì? Rõ ràng lò xo, cái tính chất của lò xo là gì? Chịu nén và bật rất nhanh. Chịu nén và bật rất nhanh. Nó là cơ khí hoàn toàn. Khi đấy thì cái độ nhả họ không thể khống chế được nhả là bao nhiêu của lò xo rồi. Lò xo chỉ có bung thôi. Nén xong là bung, nén xong là bung. Khi đấy cái fuộc này, nếu cái này được gọi là chịu, mình bỏ qua cái này, nó chịu không hết được cái trọng lượng của xe này thì lúc đấy là cái xe nó sẽ nén xuống. Thì tôi đoán là cái này là cái compress của nó, cái nén của nó sẽ chậm. Cái nén của nó chậm và cái rebound của nó cũng chậm đi một chút thì lúc đấy cái hệ thống treo này nó sẽ cảm, nó đi lên, đi xuống từ từ, đi lên cũng từ từ, trên nó rất là chắc. Và nhìn các bạn nhìn đây. Cái này là cảm quan thôi, các bạn sẽ có thể có nhiều bạn bảo ui mẹ đây là cái vỏ thôi cơ ông ạ. Nhưng không ai làm một cái vỏ to xong ở trong có một cái bít tông nhỏ xíu cả. Không ai làm như thế. Khi người ta tận dụng được hết cái thể tích ở trong này thì người ta mới làm to, còn không người ta làm nhỏ chứ, đúng không? Đấy, cho nên cái fuộc này là một trong cái quan trọng này. Và ở đây các bạn không nhìn thấy một cái hạn chế hành trình, đúng không? Hạn chế hành trình nó lại nằm ở đây. Chuyển ra đây, hạn chế hành trình nó chuyển ra đây. Để khi mà các bạn đi vào cái chỗ quá sốc ấy thì cái cả hệ thống treo này nó sẽ đẩy lên và cái này nó sẽ tì vào đây để chống cho không bị kịch cái giảm sốc này, và cái giảm sốc này nó sẽ đỡ bị xì dầu hay là xì khí kiểu đấy. Nếu các bạn nhìn ở phía sau xe thì không ai đoán được rằng Santa Fe có một lốp sơ cua, bởi vì nó lốp nhỏ này và nó giấu rất là kín, khiến cho là cái ghế gầm này nó kín bưng luôn, và gần như các bạn không cảm giác là có cái lốp này đằng sau. Đấy. Trông nói chung là với hệ thống gầm bệ này thì Santa Fe thế hệ này khác hẳn so với thế hệ trước. Và các bạn đi thử xem lời nói của tôi có đúng không? Đi nó cực kỳ êm, cực kỳ vững, không lành phành, đi rất giống một chiếc xe sang. Và đặc biệt là cái cảm giác các bạn đi lên một chiếc Land Rover ấy, nó kiểu không cần phải lanh lắm đâu, nó hơi bì tí nhưng mà rất là chắc, cảm giác đấy ngồi rất là chắc mà yên. Đấy, thì nó nằm ở tất cả cái hệ thống treo sau này, nó nằm ở hệ thống treo sau này. Xe nào made in Korea đây, La Giang sau cũng thế, nhưng ở đây ghi hẳn made in Korea nhá, không uy tín nhá, không phải là made in China hay là Trung Trang gì đâu. Vẫn 8G21, offset 51 giống hệt nha, gọi là La Giang giống nhau, trước sau giống nhau, nói chung là chỉnh chu. Đó, câu chuyện thì là xe ngon hay không ngon, nhìn gầm biết ngay, chắc chắn nhìn gầm biết ngay. Gầm ngon thì xe đi tốt, gầm không ngon đi xe không tốt. Hãy các bạn ấy. Cho nên câu chuyện là các bạn chọn cái xe nào thì các bạn hãy xem xe đấy gầm bệ nào, khung xe thế nào. Còn những cái chi tiết nhỏ nhỏ như kiểu option con này có cái gì, cái đấy không thật sự cũng quan trọng nhưng không quan trọng lắm. Người ta bảo là tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Những cái này gầm, thân xe, treo nó là gỗ các bạn. Gỗ tốt thì đồ nó mới tốt được. Vừa rồi thì anh em vừa thấy tôi soi chiếc gầm của chiếc Hyundai Santa Fe 2025 hoàn toàn mới. Liệu rằng với số tiền đấy chúng ta sẽ quyết định mua một chiếc Santa Fe hay chuyển sang mua một chiếc xe lớn hơn nó, đó là chiếc Hyundai Body Shape, đúng không? Hyundai Santa Fe mới thì chỉ có phiên bản máy xăng mà thôi, còn Body Shape to lớn hơn này lại có một phiên bản máy dầu, mà
máy dầu luôn luôn là một cái gì đấy rất đặc trưng của Hyundai. Đây là một điều cân nhắc không hề dễ dễ dàng để lựa chọn được, đúng không? Vậy thì tùy các bạn thôi. Một là các bạn sẽ đi một chiếc xe nhỏ hơn, hoàn toàn mới, trang bị động cơ xăng, êm ái hơn. Hai là các bạn lựa chọn một chiếc xe to lớn hơn và được trang bị một khối động cơ dầu tiết kiệm hơn, đi thích hơn, và nó đã từng khiến cho những fan của Hyundai phải điêu đứng. Một lựa chọn quá khó, đúng không? Ý kiến của các bạn thế nào về chiếc Hyundai Santa Fe 2025? Comment ở dưới, chúng ta cùng thảo luận thêm về nó. Và các bạn muốn tôi đánh giá thêm cái gì đây, các bạn cũng thảo luận ở dưới, đưa câu hỏi ở dưới. Tôi sẽ đáp ứng và trả lời các bạn ở một cái video mới nhất.